sẽ nói ra từng từ từ bao lâu chôn sâu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh từng ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, hãy ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yêu nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ không phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn âm thầm, nhưng mong lắm ngày em làm vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao anh đến cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Ok, xin chào các bạn, mình là Tú Hà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Và Yêu của ca sĩ Vũ Duy Khánh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là phần intro bài hát này. Thì đầu tiên các bạn chào capo ngang số 2 nhé. Và chúng ta sẽ chơi tông re trưởng. Mình đã hạ xuống một tông so với tông gốc. Bài hát này chơi tông pha thăng trưởng, nhưng mà mình sẽ chơi tông mi trưởng bài này. Và mình sẽ kèm capo ngang 2 và chúng ta sẽ chơi tông re trưởng bài số 2. Ok, chúng ta vào phần intro nào. Các bạn chơi như thơ mình nha. Đầu tiên bắt re trưởng này, bạn để tay như này nhá. Đấy, re là re pha, a re mi pha, pha thăng. Các bạn luyến thì nghe nó hay hơn. Cẩy mi xong, ấn ngón hai vào thì chúng ta được luyến. Đó. Mi pha thăng, à mi pha son. À nó út rồi vào đây. À, mình chơi lại nha. Mình chơi thật chậm lại này. Đó, ok. Thì phần hợp âm, phần intro bài này thì các bạn cố gắng chơi thật chậm. Và mình, các bạn tua lại chậm phần cái phần hướng dẫn của mình. Và các bạn chơi theo là chúng ta đã đi xong phần hợp âm, phần intro bài hát này. Bài hát này thì mình intro mình đã chơi theo cái tiết tấu, cái phần intro na ná giống cái phần intro của bài hát cốc. Tức là không được chuẩn 100%, nhưng mình cũng chơi theo cách của mình để cho nó dễ dàng cho các bạn trong khi tập hơn. Ok, chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, đó là phần hướng dẫn đệm bài hát này. Chúng ta đi thôi. Okay, xin chào các bạn, mình là Tú Hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một phần hướng dẫn bài hát Vợ Yêu của ca sĩ Vũ Duy Khánh và Khắc Anh. Bài hát này thì được ca sĩ chơi tông gốc, đó là tông mi trưởng. Tông mi trưởng thì chúng ta sẽ kẹp, xin lỗi các bạn, bài tông gốc bài này đó là ở tông pha thăng trưởng. Đó, bài chơi qua trung trưởng. Nhưng mà mình bài hát này khá là cao. Vậy thì mình sẽ hạ xuống một tông, thì mình sẽ hát ở tông mi trưởng. Mi trưởng.
nhưng các bạn sẽ dùng capo ngăn số 2, kẹp capo số 2 và các bạn sẽ chơi tông re trưởng theo cái hợp âm vòng hợp âm mình sẽ hướng dẫn sau đây. Vòng hợp âm này thì mình thấy là rất là đơn giản, rất là dễ bấm cho những cái bạn mới làm quen với cái guitar, mới tập. Và cái vòng hợp âm này nghe nó cũng rất là hay, nó là vòng hợp âm màu. Ok, chúng ta sẽ vào phần hợp âm đầu tiên. Sau đây các bạn hơi ồn một chút bởi vì là hơi ồn. Ok, chúng ta ra vào phần hợp âm. Đầu tiên là re trưởng, ngón 1 chúng ta vào la nha, ngón 2 pha thăng, ngón 3 vào re. Ok, các bạn chơi bắt re. Hôm nay các bạn sẽ chơi hôm re sus 2 đi. Re sus 2 tức là các bạn bỏ ngón giữa 2 ra, các bạn chỉ ấn 2 ngón này thôi. Thế là các bạn chơi được bấm re trưởng, re sus 2 rồi. Tiếp theo là âm re sus 2 bắt đô thăng. Bắt đô thăng. Hợp âm này vào hợp âm khá giống hợp âm của bài ba kể con nghe mình hướng dẫn phần trước. Các bạn có thể tìm, các bạn có thể tìm cái bài ba kể con nghe để các bạn xem lại. Re sus 2. Re sus 2 bắt đô thăng này. Còn nút các bạn ấn vào đô thăng. Các bạn chơi bắt đô nhá. Ok, tiếp theo là âm C thứ 7. Mở, các bạn chơi cách mở nó là ngón 3 các bạn vẫn giữ nguyên nhé. Ngón 1 nhảy đến nốt C này, bass C. Ngón 2 chúng ta ấn vào nốt la này. Đó, các bạn chơi bass C nhá. Các bạn chúng ta đưa được âm C thứ 7. Tiếp theo là âm re 7. Xin lỗi các bạn, âm la sus 4. Hai con này vẫn giữ nguyên. Các bạn để ý không ạ? Đây C thứ 7 này. Hai con giữ nguyên, các bạn nhảy xuống xuống nốt mi. Đó, các bạn chơi bass la nhá. Âm la sus 4. Cái vòng hợp âm mình đang chỉ là cái vòng của bài hát này đấy, thứ tự 1 nhá. Ok, từ re sus 2 này, re sus 2 bắt đô thăng này, C thứ 7 này, sau lại chuyển xuống la sus 4 này, la sus 4. Ok, hôm đây là vòng hợp âm màu, các bạn tập làm quen với nhiều âm sus. Hôm đảo bass, hôm đảo bass chính là hợp âm re sus 2 bắt đô thăng. Các bạn đây bắt, các bạn chơi đảo bass. Tiếp theo là hôm tiếp theo nhá, tiếp theo là hôm re 7. Đây chính là âm hút, đây là âm dạng hút thôi, mình không hát vào hôm này mà chỉ là hút, đến hút về âm son trưởng. Đó, re sus 2, re 7, các bạn sút vậy, tức là âm son trưởng này, ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4, mà son các bạn nha, mà son. Tiếp theo là âm re bát pha thăng. Đó, các bạn ngón 1 nhảy vào đây, ngón 2 chúng ta nhảy vào đây, lên re, có lúc 4 quả ra, và chúng ta pha thăng. Tiếp theo là mi thứ 7, ngón 1 chúng ta ấn vào C, ngón 2 chúng ta ấn vào mi. Wow, các bạn chưa ấn mi, mi thứ 7 đây là mi thứ 7. Tiếp theo là hợp âm một hôm nữa thôi, nó là 7. Ngón 1, ngón 2. Đó. Ok. Thứ tự âm theo cái từng câu một thì mình sẽ đi vào bài hát, mình sẽ hướng dẫn vào bài hát. Nếu các bạn có thể xem một cách tổng quan ở cái phần mình demo lúc đầu, mình hát lúc đầu thì nó có phần vòng 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 của nó tròn như vậy, chơi đúng cái vòng vòng các bạn chơi cả bài này luôn. Ok, chúng ta sẽ vào phần hướng dẫn điệu hát bên tay phải, điệu điệu bên tay phải bài này. Này người anh yêu hơi ghé sát môi em lại đây, ấy cứ thế. Thì các bạn sẽ chơi điệu mà ballad. Ballad thì ballad các bạn rất là quen thuộc rồi, rất là đơn giản, các bạn sẽ chơi tay phải như sau nha, mình hướng dẫn lại. Dây bass mình vẫn nói là hợp âm nào thì bass đó, hợp âm nào thì bass đó, các bạn chơi đúng bass của hợp âm đó. Ví dụ re trưởng, re sus 2 các bạn chơi bass re này. Re sus 2 bass đô thăng là rõ ràng rồi, chơi bass đô thăng. Tiếp theo âm C thứ 7 bass C, la sus 2 4 là bass C. Các bạn đúng bass các bạn chơi. Đầu tiên chúng ta vào phần là mà đệm, các bạn chơi như sau. Bass 3 2 3 1, 3, 2, 3. Đó, thì các bạn sẽ đếm. Đây là số dây nhá, vị trí dây. Bass 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, bass. Thì các bạn sẽ đập chân. Trong quá trình chơi chúng ta bắt buộc phải đập chân, bắt buộc các bạn nhá. Bởi vì là trong quá trình chơi thì mình luôn luôn hướng dẫn các học sinh của mình, những cái lớp khóa guitar của mình, thì các bạn chơi bắt buộc phải đập chân. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không đập chân các bạn sẽ không giữ được nhịp. Bởi vì nhịp của mình nó nằm ở chân, không phải nằm ở tay. Đó, tay phải theo chân, tay phải theo chân. Các bạn đặt chân là bass 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Chuyển, chuyển là dây bass. Chuyển tức là bass của hợp âm tiếp theo.
Bass 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Vậy thì dây số 3, dây số 3 luôn luôn là nhấc chân lên. Đó, các bạn đặt chân này. Bass 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, Bass 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Ok, chúng ta vào câu đầu tiên luôn. Này người anh yêu, hỡi, hỡi nó mới là phách mạnh. Vậy thì cái từ hỡi đó chúng ta sẽ chơi vào dây bass. Đó, chúng ta sẽ không hát vào dây những cái nốt câu đầu tiên. Này người anh yêu hỡi, này người anh yêu hỡi, ghé hãy gần đây với anh. Anh là chuyển ra bắt đô thăng này. Anh sẽ nói ra từng từ từ bao lâu chôn giấu. Đấy, xong các bạn có chơi một hôm, hút đôi hôm Rê 7. Em có biết là chúng mà xoắn trưởng luôn. Biết rằng từ khi ta thuộc về nhau. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về từ khi chúng ta mới chuyển sang pha thăng, bắt pha thăng, Rê bắt pha thăng. Từ khi ta thuộc về nhau với anh tim. Anh chúng ta chuyển sang mi thứ 7. Với anh tim một ngày buồn thật khó khăn. Chúng ta là 7. Khăn hát luôn. Này người anh yêu hỡi, hỡi chúng ta chuyển sang 7. Rê suốt 2. Hỡi ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé. Và chúng ta vẫn dùng Rê 7 đúng không? Và để yên nhé. Và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Pha thăng thứ ba pha thăng. Thấy không, con tim anh nói rất cần em. Là 7. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Đó, hoặc là các bạn vẫn chơi bình thường. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn ở thầm. Nhưng mong lắm ngày em là bờ yêu ơi. Chơi đúng vào vòng âm đó, đúng vào vòng âm theo cái phần phân khúc là các bạn chơi được. Tiếp theo đi khúc thì mình sẽ dẫn các bạn chơi cái phần tapping này nghe thì nó hay hơn, thì nó nghe cái phần nó cái cao trào hơn. Cứ mãi như vậy thì bát chát đập các bạn sẽ chơi như sau. Bát chát đập, bát chát đập. Đó, một vòng mình sẽ chơi như vậy. Bát chát đập, bát chát bát xong bắt đầu chúng ta phải nghỉ này. Bát chát đập, bát nghỉ chát đập. Đó, đọc đúng cái phần tiết tấu của nó phải ra là phải như vậy. Tức là nghỉ chúng ta sẽ không đánh vào nhưng vẫn phải có đập chân, vẫn phải có tiết tấu của nó, vẫn có phách của nó, vẫn nhịp nó. Mình chơi lại nhé. Bát chát đập, bát nghỉ chát đập. 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 Mình chơi lại. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ cái nốt cuối cùng của album đó các bạn có thể chuyển thêm một cái nốt bass nữa thì chuyển bass cho nghe nó dày nghe sẽ hay hơn rất nhiều. Mình chơi lại nhé. Cứ mãi như vậy thì tình xa sẽ chẳng phải. Đấy. Ok, cái phần sau cái phần nốt cuối cùng của một album đó các bạn sẽ chuyển thành dây bass thì nghe nó sẽ dày hơn, dây bass hơn nghe. Ví dụ như này. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phải. Đấy. Thì các bạn chuyển sang là phạm đô thăng. Chúng ta chèn thêm một nốt bass vào nữa thì nghe là tiếng bass nghe nó dày hơn. Đây là kỹ năng chạy bass. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phải. Bát cho đập, bát nghỉ chát đập. Bát bát cho đập, bát nghỉ chát đập. Bát bát. Đó, chúng ta có hai bass.
cuối cùng trong hai bát mình chơi lại bát chân đập bát nghỉ chân đập bát 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 bát chân đập bát nghỉ chân đó chúng ta chơi hai bát mỗi đêm anh nhìn lên trời cao anh nguyện cầu mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu mong lấy sợ nắng cố gắng biết ta yêu nhiều hơn ai xa rời tìm anh hạnh phúc hiện tại đang có đó đó là phần fingerstyle khi mà các tapping nghe hay hơn rất nhiều. Các bạn có thể quạt trả phần điệp cung này, các bạn cũng có thể đào trả mà cứ mãi như vậy thì xuống lên đập xuống lên xuống lên đập xuống lên xuống lên đập xuống các bạn sẽ chơi tới như sau nhá, xuống lên đập xuống lên xuống lên xuống lên đập xuống các bạn xuống ngón trỏ nhá, kênh lên ngón cái xuống lên đập xuống lên xuống lên xuống lên đập xuống lên xuống lên chuyển 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 xuống lên đập xuống như vậy là chúng ta đã đi xong phần hướng dẫn bài hát Vợ Yêu của ca sĩ Vũ Duy Khánh. Xin cảm ơn các bạn, mình là Tú Hoàng. Một lần nữa xin được gửi đến các bạn lời cảm ơn, và nếu có bất kỳ bài giảng, yêu cầu bài giảng nào, các bạn comment bên dưới và mình sẽ tổng hợp lại để mình làm hướng dẫn các bạn luôn. Đừng quên subscribe và like video mà bạn thích. Mình có một cái fanpage chính thức của mình, đó là facebook.com/Tú Hoàng Guitar. Tú Hoàng Guitar. Các bạn có thể vào đó để các bạn yêu cầu bài giảng cũng như là tương tác với mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay là có cái trao đổi gì về guitar thì mình sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Xin chào các bạn, mình là Tú Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.